Chiều ngày 10 tháng 1 năm 2023, Hợp tác xã Nông nghiệp Thương mại Dịch vụ Phước hậu Quyền Cường Dù khai trương farm rau sạch thủy canh của Hợp tác xã. Hợp tác xã nông nghiệp thương mại dịch vụ Phước Hậu được thành lập với 9 thành viên chính thức và 40 thành viên liên kết, diện tích 30 ha, sản xuất theo tiêu chuẩn diệt cáp. Hiện hợp tác xã đã đầu tư xây dựng 1.500 m vuông nhà màng, sản xuất rau thủy canh và xây dựng nhà sơ chế với kinh phí 2 tỷ đồng. Hợp tác xã đã thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm cây rau và ký kết đầu ra với các công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Trung bình mỗi tháng, hợp tác xã cung cấp cho thị trường khoảng 6 tấn rau sạch. Dự kiến trong quý 1 năm 2023, hợp tác xã sẽ mở rộng quy mô nhà màng tại thị trấn Cần Dù và xã Thuận Thành. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đinh Thị Phương Khanh đánh giá cao mô hình hoạt động của Hợp tác xã Nông nghiệp Thương mại Dịch vụ Phước Hậu và cho biết hướng tới các ngành chức năng sẽ tăng cường hỗ trợ, tư vấn, tạo điều kiện thuận lợi để Hợp tác xã mở rộng quy mô sản xuất.